Rồi chào anh em nha. Má bữa nay lễ buồn quá, sáng giờ cũng ngồi canh chạc luôn, không làm mẹ vậy luôn á. Mà gặp bị bệnh sổ mũi á, bị ho giả thì liên tục. Nãy giờ thấy trong group mấy anh em sơn tụ vui quá, cho nên nãy cũng có nói á, đây nè. Má anh em group đãi kinh khủng. Bên bữa nay cũng ngồi canh chạc cho các bạn. Sáng nãy là có một cái sáng nay quên một điều là cô bên bật cái trục này nè, cái trục âm dương này ra. Sáng nay coi là một cái đà tăng, xong rồi có đà là cái nhịp sóng nó sẽ giảm, nhưng mà nó nằm trên cái trục dương cho nên thị trường nó vẫn sẽ thiên về tích cực chứ không có tiêu cực. Mà sáng nhận định thị trường cho anh em bị chim cân á, thì nó có trục này nè mà cô bên bật lên. Hôm qua là nó nằm dưới trục này cho nên các bạn thấy là nó sẽ mặc lờ, nó sẽ mặc lờ đâu đó lên lên có tầm giữa cái khoảng này là cỡ từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, giữa khoảng này chắc khoảng cỡ 10 giờ 1 giờ đây là bắt đầu nó nằm trên trục dương, đã vào thị trường tích cực hơn rồi. Rồi anh em ở chỗ này cho anh em nè. Mai sáng nay trên group nó vắng lặng, mấy ông cố nội đi chơi lễ hết hay gì á, nó buồn mà nó các bạn thấy không, sáng nay cô ngồi cô canh chạc cho anh em, cô báo cô nói cái giá trị trong group chat là vậy, cô ngồi cô canh chạc cho các bạn. Quá anh em nè, mở năm đang 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 có cụm số nó R hỗ trợ mạnh. Đờ, đi sale làm gì, hồi nãy sáng đã có một số bạn muốn sale cô cản đừng có sale, là không sale là không khác là đập đầu vô tường. Các bạn coi M5 của VVC thấy không, lúc đó nó bứt phá lên đây, nó nằm lúc đó nó nằm trong cái này nè, các bạn cũng rút kinh nghiệm luôn. Lúc đó nó nằm trong đây, nó rút chân nó ra cái chiến lược một, nó ra cái chiến lược một, nhưng mà nó nằm nó có nguyên cái cụm số nó R hỗ trợ dưới, thì thành ra chúng ta sale á chúng ta ăn cái biên độ rất ít. Bởi vì khi nó đi xuống đây nè, mặc dù đây là chiến lược một, nhưng mà khi nó về đây thì nó có hỗ trợ rất mạnh, thì lúc đó nó có khả năng nó bật lên này nữa. Nên kêu anh em đừng có sale, thấy không, theo anh em đừng có sale, mình ngồi canh chặt suốt cho anh em nhắc cần thuốc luôn, thấy không. Không sale nữa, quan sát M5 kêu gọi sale đó, sau đó báo anh em bên 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 thì giải bay lên nè, báo anh em mình kêu là thì giải bay lên nè. Không, sáng nay mình sơ sót mình quên mất cái này nè, cho nên còn còn đi sale nó. Sáng nay cho anh em bay lên nè, phải không, bay lên em khách canh bay lên, thấy không, đảo chiều liền cho anh em bay liền. Và các bạn thấy cái lệnh của mình nè, mình cắt ngay cái lệnh sale âm 14 đô cũng một phát một thôi, ăn 26% ăn 10.500 đủ rồi. Và tôi có nói là tôi sẽ chích cái đây nè, tôi sẽ chích cái tiền này được, và tính ra 10.000 mấy được 373 triệu rồi, thì cũng chưa biết bữa nay để làm gì với số tiền này nữa. Má lễ lộc đang yên đang lành những lễ cho nó lên mạng bùng 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 heo luôn, kéo đứa nào trên online á ít người chát mà. Hôm nay tôi sẽ chích cái tiền này, tôi sẽ làm cái game cho anh em tham gia nghỉ lễ từ đây cho đến 30 tháng 4, 1 tháng 5 mừng nghỉ đại lễ cho Việt Nam, ok chưa. Rồi chương trình sao, nãy cũng ngồi soạn ra thấy có mấy chương trình vui à, các bạn biết cái hôm qua có mấy bạn làm cái clip này nó cười ể luôn. Clip dạng giống vậy nè, clip giống vậy nè, ai dữ quá. Clip đó với cái clip này nữa nó mắc cười, mấy ông có loại sáng tạo hay thì ngồi từ quay luôn. Cái clip này thằng thấy không đó. Đúng rồi. Cái clip này nó ngắn mà tôi ngồi mắc cười, tôi ngồi coi cười hoài luôn, mấy bạn cộng đồng cũng sáng tạo thiệt. Thấy chưa? Giờ tôi chích trong cái quỹ 10.000, cái lệnh lãi 10.000 hôm nay tôi chích ra và làm một cái chương trình cho anh em. Chương trình này đó là Nhân Chi Sơn Tính Bổn Khịa. Ok chưa? Chương trình này là tôi chích đâu đó là hơn 3.000 đô dành riêng chỉ dành cho các bạn member thi giải tham gia, member thi giải hoặc là member nằm trong cái chuyên là mọi người tham gia, cộng đồng thì không nằm trong đó thì mình sẽ không tham gia. Ok chưa, nhắc nói trước à. Rồi thì nhìn như sau, các bạn sẽ làm những cái clip giống vậy từ đây cho đến 1 tháng 4, rồi bạn quản gia bạn sẽ tổng hợp làm cái bình chọn cho trong group chat cho tất cả các bạn cộng đồng, các bạn thả tim
Cái clip nào đến ngày 1 tháng 4 đến 2 đến 11 giờ sáng ngày 1 tháng 5 chứ? 11 giờ sáng ngày 1 tháng 5, 30 tháng 4 1 tháng 5 á. 11 giờ sáng 1 tháng 5 thì sẽ chốt là xem cái clip nào của các bạn được thả nhiều cái icon trái cây nhất thì bạn đó top 1 sẽ nhận 200 USDT. Bắn thẳng qua hôm đó, bắn thẳng liền trực tiếp qua tài khoản bên nghĩa luôn. Ok chưa? Top 2 nhận 100 USDT, top 3 50, top 4 là 20, top 5 là 10, nó bút 5 top luôn. Ok chưa? Làm cái clip mà cà khịa nhưng chỉ cần cách bốn khịa clip của anh đi cho anh em có một cái chương trình gì đó nó vui vui một cái. Ok chưa? Rồi tiếp theo tôi trích tiếp 3.000 từ lãi hôm nay, trích tiếp 3.000 với cây từ lãi hôm nay tài trợ cho em bên thi giải. Cái này chỉ riêng cho anh em thi giải thôi, bên trên hội viên không có. Bất kỳ bạn member nào bên bên trên nào thi giải đăng ký vào những học viên trước từ đây cho đến ngày 1 cho đến 23 giờ à, cho đến 11 giờ ngày 1 giờ sáng ngày 1 tháng 5 à. Nhìn chung thì những bạn đó sẽ được tài trợ thêm 500. Ok chưa? Thì 3.500 là được 6 6 suất đó, sẽ được 6 suất à. Đó. Thì hiện giờ đang cái phí tin học viên á nó đang là 2K3 và thống nhất tôi không có giảm. Tôi giữ cái mức này đến hết 2025 luôn. Cũng không tăng không cả không giảm. Và hàng tháng có những cái quỹ của bên sàn tài trợ thì mặc định những nhà tài trợ thì vẫn giảm, vẫn vẫn setup cái này, ví dụ như 2K3 thì tài trợ 300 là còn 2K. Ok chưa? Và hiện giờ cái suất này như cũng 5 suất 300 ha, 3 suất 500 gì đó thì phải. Nhưng nhìn chung những cái suất này tài trợ ví dụ như 2K3 còn 2, tài trợ 300 là còn 2K. Nếu các bạn nằm trong mem bên bên thi giải, các bạn sẽ được, các bạn đăng ký 6 bạn đầu tiên sẽ được 500 nữa thì thành ra còn có 1K5. Ok chưa? Đợt này tôi muốn tạo điều kiện để cho rất nhiều anh chị em vào để được học cái chiêm tinh này. Tôi cảm thấy nó rất là thú vị, cảm thấy nó rất là giá trị ha. À, học chiêm tinh này chúng ta sẽ học online và sẽ học offline, dự kiến offline vào tháng 5 hoặc là tháng 6. Có một số anh chị em ở nước ngoài cũng hỏi để setup về học nữa thì có một số bạn, nhưng mà để tôi coi, tôi chưa có chốt lịch, nhưng dự kiến nha, chúng ta sẽ học ít nhất là hai buổi offline, còn lại là học online. Thì nếu không không có gì thay đổi thì hai buổi offline đó sẽ nằm ở tháng 5 và tháng 6, hoặc là tháng 6 sẽ học đó. Tại một số bạn cần cần setup để về về Việt Nam á thì cho nên chắc phải báo trước như vậy à. Đó, chương trình này nhớ nha, chạy đến hết lễ 1 tháng 5. Ok chưa? Rồi bắt đầu từ bây giờ anh em cứ thỏa sức sáng tạo, rồi bạn quản gia, bạn sẽ nhờ bạn quản gia setup cái bình chọn xem bạn nào, và như vậy nè, các bạn up clip, các bạn vui lòng up cái UID của các bạn luôn nha. Tại vì để cái lúc mà chọn ra top 1, 2, 3 tôi sẽ check lại cái UID của cái clip đó. Các bạn up cái clip đó, các bạn kèm UID các bạn lên trên group chat luôn. Hiểu chưa? Kèm UID của bạn lên group chat để dễ nhận diện nhau. Thì khi mà cái clip nào mà được nhiều cái sự thả tim, bình chọn thả tim nhất thì cô xem cái UID đó top 1 thì cô sẽ chuyển ngay ngày hôm đó, cô chuyển tiền liền luôn. Ok ha. Tổng giải thưởng này bữa nay 10K thì tôi chích ra khoảng 3K mấy, tôi làm chương trình là coi như 70%. Ok chưa? Tạo điều kiện để anh em đợt này vào chưa bao giờ có như đợt này. Đợt này 30 tháng 4 1 tháng 5 lễ trên cuộc chơi lớn. Nó bữa nay buồn quá, ngồi chơi không có làm con mẹ gì hết, nó không có anh Tây, không có đứa nào lên chat với tôi á, tôi ngồi canh chat không rồi, chán chết mẹ luôn. Nên tôi làm cái chương trình nhân chi sơn kính bổn thiện cho 30 tháng 4 1 tháng 5. Ok chưa? Gồm hai chương trình này nha. Rồi ba anh em nha, cho anh em có sức sáng tạo.